Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, bài học hôm nay, môn học Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 2 Tương Ưng Thiên Tử, Phẩm Các Ngoại Đạo, bài 3 Kinh Seri, Seri Xuất Tăng. Mình ăn thì hết, người ăn thì còn, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí già thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều hao tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc ru trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy thị phước lành, được cách được như ý, rồi phản học hội thiên. Quý giác đại lực, quý độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện thẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Bất Tân cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh nói về cái hạnh bố thí. Ở trong bài kinh này nó có hai từ mà chúng ta phải chú ý. Cái chữ an năng, cái chữ an năng ở đây không phải là ăn uống, mà chữ an năng là vật thực. Nếu ở trên dịch là có giả xoa tên nào lại không ăn uống, thì cái câu kệ ở dưới đó thì mình khó dịch
là tâm mì quá an năng phát trực tiếp dê năng đơn đơn tí sạch thải giá lúc mà sàn đề nó chia tại xa tâm mì quá an năng phát trực tiếp ai cho với lòng tin với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy đời này và đời sau. Thì như vậy nếu ở dưới dịch là món ăn thì ở trên mình phải dịch cũng phải dịch là món ăn, chứ cái chữ ăn uống là nói chung. Cái việc ăn uống đây là nói đến cái quả báo của cái sự bố thí. Khi mà mình cho người khác cái thức ăn thì đời này và đời sau mình được cái quả báo là mình được hưởng thức ăn, ở đâu cũng không bị đói. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên cái chữ đó chúng ta phải chú ý một chút xíu. Và ở đây trong bài kinh nó còn có cái điểm thứ hai. Khi mà vị thi tử này kể lại thời mình còn là một vị vua, ông vua ông thích quan hỷ bố thí, ông đặt ở bốn cửa thành có những cái phước xá để làm phước bố thí. Nhưng bây giờ ở trong cung hoàng tộc người này đến xin được cái bố thí thì vua nhường cho cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Và cứ mỗi lần dường như vậy đó thì ba má đa năng và tích cầm ý thì Bạch Thế Tôn cho các cái gia chủ và là môn cửa thành thứ tư ở đây họ bố thí. Và cái sự bố thí của con được trở lưu lại cho con. Cái câu này khó hiểu thưa quý vị. Tức là ở đây, tức là nó giảm bớt đi. Cái sự bố thí của con bị giảm bớt. Nghĩa là hồi xưa đó, khi mà chưa có ai thích bố thí, thì một mình vua là bố thí ở cửa đông, cửa nam, cửa tây, cửa bắc của thành thì do vua bố thí không. Sau này người này xin cái vua nhường cho ông cửa riết hồi đức vua không còn cái chỗ nào để bố thí, cho nên mới gọi là bị sụt giảm. Nhưng mà nay rồi Bạch Thế Tôn các người hỏi nay đệ vương không còn chỗ nào để mà bố thí nữa, thì lúc bây giờ ông vua mới nói là bây giờ thế má thoạt được từ ở các nơi đó một nửa gửi vào trong nội cung, còn một nửa ngay tại chỗ ấy đem bố thí cho các vị sa môn và la môn, các người nghèo tàn tật hành khất đến nỗi mà đức vua phải cắt đặt cái việc làm phước như vậy đó. Cho nên ở những cái điểm này là những cái điểm mà chúng ta phải đọc cho kỹ lưỡng để chúng ta hiểu được cái ngữ cảnh, và chúng ta sẽ trình bày cho nó chú đáo chút. Và bây giờ thì xin mời cô Phúc Lan đọc cho chánh kinh, sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa tân vị giảng sư hôm nay thuyết giảng bài kinh này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập nội dung bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sư.
bài 3 kinh Sari, Sari Xuất Tăng, mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Dẫn nhập. Phàm nhân ai cũng thích hưởng thụ với những gì mình có, tuy nhiên chỉ biết riêng hưởng những gì có được thì chỉ hưởng bây giờ mà không thêm cho mai hậu. Người bố thí với niềm tin và tâm tư trong sáng là biết tạo thêm phúc phần để tiếp tục có được sau này, giống như người buôn bán biết lấy lời làm tăng vốn, thay vì làm bao nhiêu tiêu xài hết bấy nhiêu. Người hiểu và có niềm tin ở nhân quả nghiệp báo sẽ không sống với lòng keo kiệt ích kỷ, mà sống chan hòa, chia sẻ với người khác cũng là bồi đắp phước hạnh cho bản thân. Hiểu vậy, hoan hỷ với sự bố thí, ngay cả trong lúc bản thân không dồi dào về vật chất. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Sari nói lên bài kệ với Thế Tôn. Cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, có Dạ Xoa tên nào lại không thích ăn uống? Bản hiệu đính. Cả chư thiên nhân loại đều ưa thích ăn uống, có vị thần thánh nào mà không ưa ẩm thực? Bản hiệu đính. Người cho với niềm tin bằng tâm tư trong sáng, thực phẩm sẽ phát sanh đời này và đời sau, nên hãy dứt bỏ sản, nhiếp cấu uế bố thí, phước hộ trì chúng sanh trong cảnh giới mai hậu. Thật là hy hữu bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh hưởng, vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, con là vị vua tên Sari, ưa bố thí, là bậc thí chủ tán thán bố thí. Bạch Thế Tôn, tại bốn cửa thành, bố thí được phân phát nhân danh con, cho những ai đến xin, cho các vị Bà La Môn và Sa Môn, cho các người nghèo đói và tàn phế, cho các nhà lữ hành và hành khất. Bạch Thế Tôn, con đi đến các cung phi của con, họ thưa với con: Đại vương thường hay bố thí, còn chúng con chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các cung phi cửa thành thứ nhất. Ở đây các cung phi được bố thí, và bố thí của con trở lui lại cho con. Bạch Thế Tôn, các sắc đế lỵ, khắc tí giá, chư hầu của con đến con và thưa: Đại vương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các chư hầu khách tí giá cửa hạch thành thứ hai. Ở đây các chư hầu khách tí giá được bố thí, và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi Bạch Thế Tôn, quân đội đến con và thưa: Đại vương đã bố thí. Các cung phi đã bố thí, các chư hầu khách tí giá đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay phải ta trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho quân đội cửa thành thứ ba. Ở đây quân đội được bố thí, và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi Bạch Thế Tôn, quân đội đến con và thưa:
Rồi bạch Thế Tôn, các Bà La Môn gia chủ đến con và thưa: Đại vương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, các chư hầu khách tí giá đã bố thí, quân đội đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí, nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa chúng ta hãy bố thí? Bạch Thế Tôn, con cho các Bà La Môn gia chủ cửa thành thứ tư. Ở đây các Bà La Môn gia chủ được bố thí và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, các người của con đến con và thưa: nay đại vương không còn bố thí nào để cho nữa. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các người như sau: này các ông, các thuế má thu hoạch được từ các nước ngoài, một nửa hãy gửi vào trong nội thành, một nửa ngay tại chỗ ấy đem bố thí cho các vị sa môn bà la môn, các người nghèo và tàn tật, các nhà lữ hành và hành khất. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không chấm dứt trong một thời gian dài các việc làm công đức, trong một thời gian dài các việc làm thiện. Những việc làm được con xem như là công đức, hay như là công đức quả, hay như là những điều kiện được sanh thiên giới. Thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thai bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí, nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Thích văn: Anamê wa phi nan đàn tí, họ luôn thích thú với thực phẩm. Út phá dê đề wa ma nu sa, cả hai chư thiên và nhân loại. Athako na maso yak ho, vậy chúng sanh có uy lực dạ xoa nào? Yang anam na phi nan da ti ti da ti ti, không thích thú thực phẩm. Ye nan da dan ti sap tha ya, ai bố thí với niềm tin. Vipassane na cetasa, bằng tâm tư trong sáng. Ta mê quá an nan phá giá tí, thực phẩm hằng phát sanh. Asmin lô kê phá ràm hí chát, đời này và đời sau. Tasma quý này giá mát chê rằng, hại vậy hãy bỏ keo kiệt. Đá già đà nằng má lắp phí phù, nhíp cấu ế bố thí. Bùn nhà ni phát rát lô cát mìn phát tí thà hồn tí bà ni năng tí, phước hộ trì chúng sanh trong cảnh giới mai hậu. Thích nghĩa hai câu cuối của Phật ngôn cần ghép chung một câu để chuyển ngữ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Và Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Trì, Đức Tề Đức, Sư Minh Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay đến đề cập đến cái vị thiên tử tên là Seri. Ở trong nội dung của cái bài giảng hôm nay thì những cái tựa đề là mình ăn thì hết nhưng mà cho người ta thì còn, người khác ăn thì còn. Ở đây trong cái nội dung của cái bài học hôm nay, Đức Phật ngài nói đến cái khi mà nói đến cái việc mà bố thí. Cái việc bố thí
khi cái vị thiên Sê Rí đã đến đảnh lễ Đức Phật và thưa về cái việc suy nghĩ của mình cũng như là cái việc làm của mình khi mà trước đây cũng như là hiện bây giờ rất là hoan hỷ trong cái việc bố thí, trong cái việc bố thí. Chúng ta thường được nghe đến cái việc bố thí rất là nhiều. Nói đến Phật giáo nói riêng, ở xã hội thì người ta cũng nói đến cái sự chẩn bận chia sẻ. Thì trong Phật giáo cũng nói đến cái sự chia sẻ bằng cái sự bố thí, bằng cái sự bố thí. Bố thí là cái từ mà chúng ta được hiểu đó như là cái sự chia sẻ, ban bố, ban phát đến cho người khác. Trong cái việc bố thí đó thì chúng ta được biết ở trong kinh có nói đến hai cái việc mà chúng ta bố thí. Cái thứ nhất là chúng ta san sẻ, chia sẻ với những người kém may mắn bằng cái lòng từ của mình, bằng cái lòng từ bi của mình, chia sẻ bớt cái sự đau khổ cho người khác về mặt xã hội. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cúng dường với đến với tăng chúng, đến với tăng chúng. Thì khi mà nói đến cái việc mà mình bố thí, có nghĩa là cái vật gì mà chúng ta có thể chia sẻ đến với những người khác. Mà ở đây đó là khi mà cái vị thiên tên là Sê Rí đó đã thưa với Đức Phật rằng là cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, có dọa sa tên nào lại không thích ăn uống. Bản hiệu đính là cả chư thiên và nhân loại đều ưa thích ăn uống, có vị thần thánh nào mà không ưa thực phẩm. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời đó thì nói chung là trời người đều cần có cái thực phẩm. Cái phần cần có cái thực phẩm, và nhờ cái thực phẩm đó đó mà chúng ta nuôi sống với cái thân này. Trời cũng vậy, trời cũng có cái những vị thiên đó, ở cõi trời đó thì cũng có những vật thực phẩm của những vị thiên. Cõi người của chúng ta đó là sống cũng phải nhờ những cái thực phẩm đó, và thực phẩm nó là cái gì đó gắn liền với cái mạng sống của mình. Đặc biệt là như trong kinh nói rằng là cái phước là cái nơi mà nương tựa, cái nơi là nương tựa cho tất cả chúng sinh trong ngày vị lai. Thì như vậy khi chúng ta đọc cái bài kinh này đó, và cái vị thiên này đã thưa rằng trời người đều cần cái những cái thực phẩm đó, những cái thức ăn đó, thì rõ ràng là không thể thiếu đi những cái thức ăn. Một vị thiên đó mà được sanh lên cõi trời đó là cũng nhờ cái phước thí, nhờ cái phước. Cái phước thì chúng ta nói rất là nhiều, rất là nhiều cái thiện, nhiều cái nguyên, nhiều cái nhân để tạo ra cái phước, tạo ra cái phước. Trong đó có cái phước là chúng ta bố thí, chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ. Thí dụ như được một cái quả vị của Đức Trời Đế Thích thì cũng có cái nhân của bố thí. Rồi sinh làm một cái vị thiên ở cõi trời đó, có thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, vân vân, thì có được những cái quy lực, cái phước báo đó, đó thì phải nói là nhờ cái việc bố thí, nhờ cái việc bố thí. Rồi cái phước đó đó nó rất là cần,
cái bố thí là một nhân để chúng ta tạo cái phước. Tuy rằng cũng không phải là chỉ có cái việc bố thí là tạo nên phước đâu, mà tất cả những thiện sự từ cái việc giữ giới cũng tạo phước, rồi từ cái việc mà chúng ta bố thí cũng tạo phước, chúng ta cung kính cũng tạo phước, rồi chúng ta đời sống chúng ta có tu tập đời sống thì chánh niệm trong đời sống thì cũng là tạo phước. Như vậy thì một người mà sanh ở cõi trời là phải nhờ cái phước, nhờ cái phước. Mà cái phước đó, đó thì nói chung nhiều cái nhân để tạo ra cái phước, trong đó có cái việc bố thí, trong đó có việc bố thí. Bây giờ khi chúng ta nói đến khi mà Đức Phật, khi mà một vị thiên hỏi Đức Phật như vậy, và Đức Phật ngài trả lời rằng là ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí, nhiếp cấu huế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức cho đời sau. Bản hiệu đính thì ở đây đó là người cho với niềm tin bằng tâm tư trong sáng, thực phẩm sẽ phát sanh đời này và đời sau, nên hãy dứt bỏng sẻn, nhiếp cấu huế bố thí, phước hộ trì chúng sanh trong cảnh giới hậu lai. Cái điều này đó thì chúng ta biết rằng khi Đức Phật ngài nói rằng nếu mà một người bố thí với cái tâm thanh tịnh, rõ ràng là cái yếu tố thanh tịnh, cái yếu tố mà để cho chúng ta thành tựu cái việc thí đó nói riêng á, thì ở trong đó có cái việc mà bố thí của mình á, thì có cái đối tượng để chúng ta chia sẻ, có cái đối tượng. Khi mà mình ở mặt ở gia đình, ở trong gia đình xã hội cũng vậy. Nhiều khi mình nói rằng mình đi ra bên ngoài rồi mình giúp đỡ cho người khác cũng là một cái hạnh bố thí. Giúp đỡ chia sẻ cho những người khác, giống như chúng ta thấy là những người làm từ thiện với một cái tâm mà mong cho người khác vơi đi những nỗi khổ, giảm bớt đi những nỗi khổ, thì đó cũng là một cái việc mà để người ta thực hiện cái việc bố thí. Nhưng mà trong gia đình, trong nhà đó, ông bà cha mẹ anh em, những cái người mà sống chung trong gia đình đó, thì nếu một người có cái tâm bố thí, nghĩ rằng mình giống như chúng ta thấy rằng anh em cũng vậy, khi chúng ta chia sẻ những cái tài vật, những cái của cải, những cái vật chất đến những cái người khác đó, cũng là giúp cho người thân thuộc anh em bớt đi cái khổ. Hoặc là đối với ông bà cha mẹ, chúng ta thực hiện cái việc mà chia sẻ giúp đỡ, hay là cung phụng đối với cha mẹ ông bà. Có nghĩa là trong kinh nói rằng cha mẹ cũng là cái nơi để con cái cúng dường, con cái cúng dường. Cho nên khi mà cha mẹ nuôi mình lúc tuổi già, khi mà còn trẻ đó, lúc khi mà bước sang tuổi già đó, thì chúng ta nuôi nấng lại cha mẹ, giống như trong kinh là Phật dạy rằng trả được cái ơn cũ, trả được cái món nợ cũ mà mình đã vay cha mẹ, thọ ơn cha mẹ, thì bây giờ mình phải trả ơn. Hoặc là đối với con cái thì mình nuôi lại con cái, tức là mình cho vay nợ mới, giống như vậy. Thì cái đó nói đến cái trên phương diện của trong gia đình, trong nhà, trong dòng họ. Thì khi một người có cái tâm mà bố thí, trước nhất đó là mình nghĩ rằng nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ, mà mình nuôi dưỡng cha mẹ, thì đó là lòng hiếu thảo của mình, lòng hiếu thảo của mình. Đối với anh em mà mình nghĩ rằng là
giúp đỡ anh em á, trong những cái cơn hoạn nạn, hay là giúp đỡ anh em trong cuộc sống này đó, thì là mình nghĩ đến cái tình nghĩa. Đối với con cái á, thì mình nghĩ là mình lo cho con cái á, là một trách nhiệm của một người cha, người mẹ, hay là người ông, người bà. Thì ở đây là chúng ta nói ở trên phương diện của gia đình, phương diện của gia đình. Thì thường đó là chúng ta được nhắc nhở rất nhiều, hoặc là chúng ta đi chùa ngay từ ban đầu, chúng ta nghe nói cái việc bố thí nó rất là nhiều. Nhưng mà để mà chúng ta hiểu rằng ở trong một cái thái độ, cái tâm của mình, bởi vì một chỉ có cái người mà có cái lòng tin á, thì cái việc bố thí đó, cái phước đó mới được dồi dào hơn. Bởi vì mình nghĩ rằng giờ trên phương diện của gia đình thì cha mẹ, anh em hoặc là con cái trong gia đình, đó là các cái mối quan hệ, và tùy vào mối quan hệ đó mà mình trải cái lòng của mình ra, mình chia sẻ. Thì trước tiên là phải có cái đối tượng để thọ nhận. Rồi khi bây giờ là mình nói là bố thí ở trên cái phương diện ở xã hội, trong kinh có nói rằng là về trên phương diện xã hội đó, thì chúng ta thấy rằng ngày nay đó, ở trong kinh nói rằng là có bốn cái nhiếp pháp, tức là bốn cái pháp nhiếp xã hội, nhiếp cuộc đời này. Đó là gì? Bố thí cũng là một cái nhân. Mình đi đến đâu cũng vậy, mình có thể có chia sẻ đến những người khác đó, chia sẻ đến người khác đó. Mình đi đến đâu mình giúp đỡ cho người khác, từ ở cái chúng ta biết rằng cái tài vật, hay hoặc là cả cái lời nói tốt đẹp, cái lời nói mà giúp cho người khác có được cái sự tiến bộ đó, cũng là cái cách bố thí, cũng là cái cách bố thí. Nhưng mà nói cụ thể hơn đó, tức là cái vật thí của chúng ta, khi chúng ta có cái sự chia sẻ đó, thì chúng ta đi đến đâu đó, chúng ta cũng thể có cái dễ dàng được một người khác quý mến trong đó. Chúng ta thấy cái nhân của cái quả của cái sự bố thí đó, của cái việc bố thí đó, là người mà được thường xuyên bố thí như vậy thì sẽ được mọi người khác quý mến, người khác quý mến. Cho nên ở trong cái bốn cái nhiếp pháp, tức là bốn cái pháp mà nhiếp ở xã hội mà trong kinh Đức Phật ngày dạy đó, là từ cái bố thí đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình phải có những cái lời dịu dàng nhẹ nhàng, chứ không có những cái lời mà thô tục, không có lời thô lỗ, mà ở đó nói những lời nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ nghe, nói bằng với cái cả cái tâm từ của mình, mong cho người khác được cái sự an vui. Rồi mình cũng đồng làm những cái việc thiện đến với người khác, cùng làm những việc thiện người khác. Ví dụ như mình thấy rằng là trong kinh có nói rằng là mình chỉ âm thầm lặng lẽ mình bố thí không á, thì chừng nữa mình có đầy đủ tài sản, nhưng mà lại là mình thiếu thân quý, thiếu thân quý. Cho nên á, cái việc mà giống như mình nói rằng cái sự kết giao để mà tạo nên cái mối duyên lành á, cái duyên lành để rồi có thân quý nhiều, mà thuận dòng á, thuận dòng ở đây chúng tôi muốn nói tức là trong gia đình dòng họ đều biết hướng thiện, biết tu tập, thì đó là thuận dòng. Thuận dòng, nếu mà mình có thân quyến đông á, mà biết tu tập á, đó là thuận dòng tốt, thuận dòng tốt. Rồi khi mà mình xuất gia á, thì mình cũng có nhiều đệ tử, có nhiều đệ tử, thì cái đó nó cũng phải là do cái duyên, có cái duyên, không phải là nói cái việc mà tu hay tu dở gì ở đây hết á, chưa có thể nói. Nhưng mà cái duyên, cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng hoàn toàn là do cái duyên. Cái duyên á, nó là cái sự kết nối giữa đời này và đời sau. Cũng như Đức Phật á, khi mà Ngài ra đời đó, thì bao nhiêu cái vị đệ tử đó cũng đồng ra đời và tu tập theo Ngài. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Tra Tát Cá, tức là Bổn Sanh á, thì chúng ta thấy rằng là các cái vị đó đều có cái duyên đối với Đức Phật. Các vị đệ tử của Đức Phật đều có cái duyên với Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời, thuyết pháp độ đời, thì tự động những cái vị đó đều nghe theo cái lời giáo huấn từ Đức Phật, mà các vị đó tu tập được giải thoát. Tới đó là cái duyên. Thì khi mà mình nói đến những cái nhiếp pháp trong cuộc đời này,
thì cái việc mà thiện mà chúng ta làm á, thì cũng kêu đồng người cùng làm với người khác. Hả, mình biết việc đó là việc thiện, việc tốt thì mình luôn luôn làm và động viên khuyến khích người khác làm. Rồi đồng thời đó là những cái việc làm đó đều mang đến cái lợi ích cho những người chung quanh của mình. Thì cái đó là về trên phương diện xã hội, về trên phương diện xã hội. Khi một người mà bố thí ở đây đó, nhắc cái câu chuyện của một vị vua tên là Seri, và nhắc cái tiền tiền kiếp đó là khi mà làm vua như vậy đó, là ở các cái cửa thành, ở các cái cửa thành, từ cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc vậy đó, và đều có chuẩn bị những cái vật phẩm để bố thí, cái vật phẩm để bố thí, cái tặng phẩm để bố thí, cái vật phẩm tặng phẩm để bố thí. Nhưng mà rồi đó thì sau một thời gian á, thì cái vị vua này nhường lại cho những cái người như là những người tỳ nữ, những cái người phụ nữ ở trong cung đình, rồi những cái quan cận thần, hay là trong quân đội, hay trong bà la môn gia chủ, hay là bố thí đến những người nghèo khó tật quyền gì đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng đó là bằng với cái niềm tin mà san sẻ. Và đồng thời á, nếu chúng ta đọc trong này á, thì nói rằng á, là cái việc mà bố thí của cái vị này đó giảm đi là vì nhường cho vị khác, nhường cho người khác làm, nhường cho người khác làm. Nhưng mà ở đó đó chúng ta thấy rằng á, cái việc mà mình làm rồi mình kêu người khác cùng làm thì cái phước nó càng tăng. Rồi người khác làm việc thiện mà mình, người khác bố thí mà mình hoan hỷ với cái việc bố thí đó, cũng là mình cũng có phước, bởi vì mình hoan hỷ ở trong cái điều thiện. Ngược lại nếu như mà mình sanh cái tâm ganh tị, mình ngăn cản, hay mình ngăn cản, hay là mình cản trở, hay là mình nói năng, mình hành động gì đó làm cái sự ngăn trở đó, thì mai sau á, mình sẽ bị cái quả là cái phước nó trổ sanh sẽ bị ngăn cản. Nếu mà mình sanh lại làm người hay hoặc là sanh lại cõi trời, thì ở đây đó chúng ta thấy rõ rằng mặc dù là cái vị thiên này nói rằng là trong tiền kiếp đã từng quan hỷ, đã từng, ngay cả bây giờ cũng đã từng quan hỷ cái việc thiện đó, việc thiện bố thí, rồi cũng là nhường lại cái việc thí đó. Ban đầu thì mình làm hết tất cả, nhưng mà rồi sau đó cũng lần lượt nhường cho hết tất cả những cái người khác cùng làm. Nhưng mà nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà mình tự tay mình làm và mình quan hỷ cái việc người khác làm cũng có phước, cũng có phước. Và khi chúng ta sanh lại cõi người đó thì có một điều đó là mình bố thí với cái tình thương, mình chia sẻ với một cái sự sẻ tùy theo cái vai trò của mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình biết. Thí dụ như đối trong gia đình, anh em, cha mẹ hay là con cái, mình đều có cái sự chia sẻ đó. Chúng ta thấy rằng có những gia đình thì mình nghĩ rằng là cái gì đó nghĩ đến bên ngoài chứ không nghĩ đến gia đình. Có chia sẻ thì chia sẻ ở bên ngoài nhưng mà cũng không chia sẻ gia đình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng dù là ở trong gia đình thì mình cũng thực hiện cái vai trò của mình là một cái người con, hay là thực hiện của một người, cái vai trò của một người cha, người mẹ, hay là một cái người bạn, hay là người anh em trong gia đình, mình chia sẻ cũng là một trong những cái cách bố thí. Rồi về xã hội, chúng ta thấy rằng mình bố thí ai với một cái người mà kém may mắn, người ta cơ nhỡ, người ta khó khăn, thì mình chia sẻ đến người ta, bố thí như vậy với bằng cái tình thương của mình, bằng cái lòng từ của mình, hay là bằng với cái lòng bi của mình á, thì mai sau mình có thể là sanh về những cái cảnh giới chư thiên, là cái chư thiên tha quá tự tại chẳng hạn, vân vân. Bởi vì một khi mà mình có những cái sự khó khăn gì đó, giống như cái cõi trời ở chư thiên đó, tha quá tự tại đó, là khi mà mình nghĩ tưởng đến một cái gì, mình mong muốn cái gì đó, thì tự động có người khác phục vụ cho mình, tự động có cho mình. Thì cái phước đó là từ nơi cái việc mà mình bố thí.
mình bố thí mà ra. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là cái ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình bố thí cúng dường đối với chư tăng, đối với Tam Bảo, bố thí cúng dường đối với Tam Bảo. Thì khi mà mình thường đó là mình nghe trong kinh được nói đó là bố cúng dường đến Phật Bảo đó là có nhiều cái quy lực, gọi là cúng dường Tam Bảo mà. Cúng dường Phật Bảo là có nhiều cái quy lực. Thật sự ra là mình sanh lại làm người có những điều mà chúng ta không tưởng có, nhưng mà cái điều đó nó đều có kết quả đối với chúng ta, là nhờ cái quy lực đó, do quá trình đời trước hoặc là đời sống chúng ta quan hỷ trong cái việc bố thí cúng dường đối với Đức Phật. Rồi được biết đó là cúng dường đến với Pháp Bảo đó là sẽ có nhiều trí tuệ. Thí dụ như chúng ta thấy nè, cái nhân mà để tạo ra trí tuệ ngoài cái việc chúng ta học Pháp, nghe Pháp đó, chúng ta xem kinh rồi chúng ta nghe giảng đó, thì cái việc mà chúng ta cần có đó là cúng dường Pháp Bảo. Giống như chúng ta nói là ấn tống kinh sách để cho người nghe hiểu, những cái vị mà dịch, rồi những cái vị mà soạn, dịch soạn đi, trước tác vân vân, cái gì mà nói Phật ngôn á, thì chúng ta cũng hùng phước, chúng ta cúng dường vô trong cái việc in kinh ấn tấm cao sách đó, chân chánh đó đó, là cũng là cái nhân để tạo cái trí tuệ, cúng dường Pháp Bảo. Rồi cúng dường Tăng Bảo thì chúng ta giống như là để có nhiều cái phước báo, có nhiều cái phước báo. Cho nên cái việc gì đi nữa thì cái việc mà chúng ta cúng dường đến với tăng chúng, cúng dường với tăng chúng, chúng ta cúng dường đến với tăng chúng là cái phước báo rất là lớn. Khi chúng ta nghĩ rằng là khi mà mình cúng dường đến với tăng thì mình nghĩ đến cái đại thể, đại thể không phân biệt là thân sơ, không phân biệt là quen biết hay là mến thích gì, mà ở đây đó là tăng chúng là chúng ta cúng dường. Và trong những vị tăng đó, những vị tăng đó thì có những vị đó là phát nguyện là trở thành toàn giác, có vị phát nguyện là độc giác, có vị phát nguyện thinh văn giác. Và trong tăng chúng đó là trong cái những vị đó là chúng ta luôn luôn tưởng niệm đến cái sự thanh tịnh của tăng chúng. Khi chúng ta cúng dường như vậy thì cái việc mà kết quả cúng dường đến với tăng chúng thì phước báo rất là nhiều. Như là trong kinh Đức Phật Ngài nói là Như Lai đó là tuyên bố cá nhân tuyển thí là phước báo không thù thắng hơn tăng thí. Như vậy thì cúng dường đến tăng là cúng dường cái phước báo rất là lớn, được phước báo rất là lớn. Như vậy thì cái yếu tố mà chúng ta cho, tức là cái đối tượng để thọ nhận. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là cái vật thí mà các vị có thể chia sẻ, chúng ta chia sẻ ở trong cuộc sống, cơm canh bánh trái, thức ăn thức uống, hay hoặc là trong kinh nói rằng mình chia giảng pháp đến một cái người khác nghe cũng là bố thí, mà bố thí đó là bố thí pháp, thí pháp. Rồi hoặc là chúng ta cúng dường những cái vật phẩm từ là thức ăn hay là y áo hoặc là quần áo hoặc là chúng ta thức uống hoặc là các cái vật dụng để xài. Thì khi mà ở trong, đặc biệt là trong Phật giáo chúng ta đó, đặc biệt là Phật giáo ở Nam truyền của chúng ta đó, có một cái điều đó là những gì quý nhất thì người ta sẽ cúng dường cho tăng chúng, những cái gì tốt nhất người ta sẽ cúng dường cho tăng chúng, rồi những cái gì mà sớm nhất thì người ta cũng cúng dường cho tăng chúng. Là vì sao? Người ta quan niệm là ta quan niệm dựa vào kinh điển, dựa vào kinh điển. Bởi vì mình nghĩ rằng là tin vào kinh điển, lời dạy của Phật là cái gì mà mình cúng dường cái vật cao thượng đó, cao quý đó, thì mình sẽ được cái quả cao quý. Có những người đó thì thích hả, mình chỉ cho người ta đồ cũ thôi,
cho đồ cũ thôi, đồ gì mình cũ rồi mình xài rồi không xài nữa cho người ta. Nhưng mà có người là không thích, hả, là cũ rồi tôi không cho ai đó, tôi bỏ. Nhưng mà rồi đó là tôi có cho ai đó thì tôi cho người ta đồ tốt, đồ tốt, đồ quý nhất, tôi cho đồ tốt để chi? Khi mà mình sanh lại làm người thì mình sẽ được cái đồ tốt. Rồi cái đồ gì giống như mình thấy thường thấy ở quê á, thì các cụ mình á, các cái người già, đặc biệt là ở quê có trái cây đó. Cái trái cây đầu mùa thì hay cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho chư tăng, vì người ta nghĩ rằng cái gì nó sớm nhất đó thì chừng nữa người ta sẽ được cái quả sớm nhất. Cho nên trái cây đầu mùa là người ta kiếm về, người ta làm sao người ta cúng dường cho chư tăng, để sau này người ta được cái quả đó, là người ta sanh lên là người ta cái gì có trước là người ta được hưởng trước. Thật sự ra cuộc đời đó thì chúng ta sống trên cuộc đời này thì phải nương nhờ nơi cái phước, như là trong kinh Đức Phật ngài nói là chúng sanh đều nương tựa ở nơi cái phước. Cho nên là mình sanh lại làm người cũng nương tựa ở nơi cái phước, mà sanh lại cõi trời thì cũng nương nhờ nơi cái phước, nương nhờ nơi cái phước. Chứ vì vậy cho nên là để mà chúng ta được cuộc sống này nó hanh thông á, nó tốt đẹp á, cũng là nhờ cái phước. Mà chúng ta bị những cái sự trắc trở, những cái sự trở ngại, hay là những cái sự nguy hại nó xảy ra đối với tính mạng của mình, cho đến là đến với cơ thể của mình, tàn tật tật quyền, tất cả những cái điều đó nó đều là do cái nghiệp xấu của chúng ta, nghiệp bất thiện của chúng ta. Như vậy thì ở đây khi mà mình bố thí cái vật thí đó, cái vật đó nó phải có từ ở nơi của chúng ta, từ ở nơi cái y phục, như là trong kinh Tương Ưng Phật dạy rằng cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ vị ấy cho tất cả, ai giảng giải chánh pháp vị ấy cho bất tử. Thì đọc qua cái câu Phật ngôn đó thì mình mới hiểu ngay rằng là lời Đức Phật dạy đó là nó có cái nhân quả tương xứng, nó có cái nhân quả tương xứng. Và đặc biệt là cái yếu tố thứ ba mà muốn nói đến đó, là chúng ta phải có cái niềm tin, có cái niềm tin. Cái niềm tin đó nó có thể là chúng ta nghĩ rằng cái việc mà chúng ta, ông bà chúng ta có thể nói rằng là mình sống ở đời, mình có hiếu với cha mẹ thì con mình nó có hiếu lại với mình, là mình nói trên phương diện nhân quả. Nhưng mà mình nói là cái bài học giáo dục á, từ ở nơi cha mẹ dạy con á, thì có nghĩa là do mình sống có hiếu với cha mẹ của mình, rồi con mình nó thấy cái bài học đó, cho nên là nó bắt chước theo, sau này nó có hiếu lại với mình. Nhưng mà rồi đó thì trên cuộc đời này đó, thì một người mà ở đời, khi chúng ta được có cái tâm tình, có cái lòng tin, tin ở nơi nhân quả, tin ở nơi nhân quả. Tin nhân quả là ở đây là mình biết rằng mình bố thí thì chắc chắn là sẽ được quả lành, được cái quả lành. Mình bố thí cúng dường sẽ được quả lành. Dù là ở trong gia đình mình bố thí đến ông bà cha mẹ, ở ngoài xã hội mình san sẻ cho người khác, mình đi đến chùa mình cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì nó đều có cái nhân quả của nó. Đặc biệt là chúng ta nói đến cúng dường với tăng chúng trong nhiều kinh, cho nên là mình thấy nhiều khi là người các bậc xuất gia cũng vậy, chư tăng ở đây cũng vậy, cho đến những hàng cư sĩ, khi mà hả đã nói là làm phước cúng dường thì cũng tìm đến cái tăng chúng, tìm đến tăng chúng để mà mình cúng dường. Cho nên là vì mình tin ở nơi cái lời dạy của Phật trong kinh, và mình tin ở nơi nhân quả cúng dường đến với tăng chúng có phước báo rất là nhiều, cho nên là mình thường tìm đến với tăng chúng. Như vậy thì mình có cái niềm tin ấy, có cái niềm tin để rồi mình sẽ cúng dường đến với cái việc đó, các cái lễ phẩm đó cho mọi người để có cái sự an vui. Và khi mà mình bố thí đó là cái phước để hộ trì. Và đặc biệt đó là với cái người tu của mình thì cái việc bố thí nó không phải là cái việc bố thí nó không phải là chỉ là
giới hạn ở trong cái cho nhân quả ở sanh tái sanh lợi trời người không, mà mình tập với cái tâm của mình để xả ly sang tham. Trong cái xả ly sang tham đó, thì xin thưa quý vị đó là chỉ có khi nào mà mình tập cho cái tâm mình biết xả ly như vậy thì cái tâm của mình nó mới là không có câu chấp. Còn nếu như mà mình không tập cái xả ly sang tham á, thì mình dễ bị câu chấp lắm. Đặc biệt là khi mà mình không thấy mình đủ đó, thì không bao giờ mình thấy mình giàu. Bởi vì và nếu như một người mà nghĩ rằng để khi nào mà tôi sẽ có thật nhiều, có tiền nhiều, có của nhiều, có cái này cái kia nhiều đó, thì tôi mới san sẻ chia sẻ cho người khác á, thì cái điều đó nó không có hoàn toàn đúng. Bởi vì sao? Không bao giờ mình thấy đủ, không bao giờ thấy đủ. Cái tâm của một người phàm phu, đặc biệt là cái tâm không có tu tập thì không bao giờ thấy đủ. Mình giờ đứng vào cái hoàn cảnh nào, dù giàu sang cỡ nào mà mình cũng không thấy đủ. Khi mà mình không thấy đủ thì không bao giờ thấy là mình có thể chia sẻ hay san sẻ với bất cứ một người nào, hay là với một cái cương vị nào, cương vị ở trong gia đình, anh em, con cái, cha mẹ, bạn bè, thân thiết, rồi cho đến là khi mà mình đi vào trong chùa, mình xuất gia, mình làm Phật tử, mình xuất gia, mình làm chư tăng, hay là mình đi đến chùa, mình là người Phật tử, để mà mình thực hiện điều đó, thì mình không thể nào, không thể nào mà mình thấy đủ. Cho nên ở đây đó là khi mà mình tập cái tâm của mình biết bố thí như vậy đó, là cái tâm biết xả ly những cái sự sang tham ở trong lòng mình. Mà cái đường tu đó thì xin thưa quý vị phải biết xả ly. Xả ly ngay cả cái việc mà vật ngoại thân này, cho đến xả ly ở những cái mà trong tâm của mình, những cái bợn nhơ, những cái cấu quế, những cái sang tham sân hận chấp cố chấp đó, thì những cái đó cần phải bỏ. Cần phải bỏ. Mà mình tập bố thí cũng có là nhân để xả sang tham. Mà mọi cái cấu quế trong lòng mình cũng nghĩ rằng sẽ bỏ, sẽ sớm bỏ, cũng là cái nhân để bố thí. Cho nên bố thí để sanh nhân thiên cũng là một cái nhân. Rồi là bố thí để hướng đến cái giải thoát cũng là do cái việc bố thí của mình, do cái việc bố thí mà ra. Cho nên khi mà bố thí thì phải có cái đối tượng để nhận thí, rồi là phải có cái vật thí, chứ chúng ta không thể nào mà không có cái vật thí được. Ngay cả cái việc mà mình bố thí pháp đi nữa, thì cái vật này là cái lời nói của mình, cái lời nói của mình, phải có cái vật thí. Rồi đó là chúng ta phải có cái yếu tố nữa, đó là phải có cái tâm thí, tức là phải có cái niềm tin để chia sẻ, cái niềm tin để chia sẻ. Cái niềm tin đó, chúng ta tin rằng cái việc bố thí đó là giúp đi cái niềm vui cho cái người khác. Có người, người ta nói một cái câu là cái hạnh phúc không phải là mình chỉ nhận để hưởng thụ. Đến một lúc nào đó thì mình, và cái hạnh phúc đó là được san sẻ, được chia sẻ. Mình nói một cái chuyện ví dụ rất là giản nè. Mình muốn cho cái vật đó cho ai, mà bây giờ mình cho cái vật đó, người đó họ nhận được cái vật của mình, thì mình cảm thấy vui rồi. Mình thấy vui rồi. Nếu mà người ta không nhận là mình không vui, nhưng mà rõ ràng là người ta nhận là mình vui. Cho nên là mình chỉ nói những cái chuyện đơn giản nhất là lúc mà mình cho cái vật đó mà người khác nhận, người nhận cũng được vui, mà bản thân của mình được cho là cũng vui. Cho nên là cuộc sống này đó, thì người ta không thể thiếu của cải vật chất tiền bạc mà người ta sống. Nhưng tiền bạc của cải vật chất không phải là cái duy nhất cứu cánh của đời. Có đến lúc nào đó chúng ta thấy rằng là đến một lúc nào đó chúng ta thấy rằng tài sản nó không là của cải, tiền bạc nó không phải là cái thiết yếu, cái quý trọng nhất cuộc đời này. Mà lúc bấy giờ chúng ta lại nghĩ một cái khác. Khi mà mình thiếu sức khỏe thì mình nghĩ là sức khỏe đó là quý nhất. Rồi khi mà một người mình nghĩ đến cái phước đức của chính mình, thì trước khi mình ra đi mình có được cái phước,
mình có được cái phước, thì bây giờ là mình nghĩ cái gì mà tích tạo được cái phước thì cái đó là điều cần thiết nhất của mình. Rồi mình nghĩ lại trong cuộc đời này đó, là đến một, có những người mà tới tột cùng của sự hưởng thụ, tức là vinh hoa phú quý của họ có hết, nhà cao cửa rộng, niệm ấm chăn im, kẻ hầu người hạ, thì lúc đó đó cũng chưa chắc là họ đã có cái hạnh phúc đâu. Nhà cũng chưa chắc là hạnh phúc, bởi vì những người mà mong cầu để có được những thứ đó, rồi có được những thứ đó thì họ nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng mà có những cái khác phát sinh. Thí dụ bây giờ sức khỏe nó bị yếu đi, kém đi, thì lúc bấy giờ đó, tiền bạc nó không phải là cái mà thứ yếu, mà cái thiết yếu. Mà bây giờ đó là cái sức khỏe nó là quan trọng. Rồi có những người đó, họ có được cái hạnh phúc là họ giống như mình. Chúng tôi nghĩ rằng có một lúc nào đó mình sống ở đô thị, biết bao nhiêu những cái sự chen chúc, biết bao nhiêu cái sự hơn thua để được cái gì. Giống như là phần lớn ngày nay chúng ta thấy rằng cái người trẻ đó, cái người trẻ thì họ đi vào những cái thành phố lớn, họ đến những cái thành phố lớn để họ làm những cái nghề nghiệp, họ lao động để họ kiếm được tiền của thật nhiều. Bởi vì chỉ có những cái thành phố lớn mới có được những cái sự thu nhập cao, rồi họ có được những cái tiền của. Rồi đến khi mà về già đó thì họ nghĩ rằng là không, thành phố không phải là cái nơi mà để cho họ hưởng thụ nữa. Mà bây giờ họ trở về ở một cái quê, ở một cái làng quê, hay là ở không xa lắm mà cũng không gần lắm thành thị, họ cất một cái nhà nho nhỏ, rồi họ du với thú điền quyên, họ ở trong nhà, rồi họ hưởng thụ cái không khí trong lành nè, rồi họ những cái phương tiện mà cần thiết yếu căn bản nhất họ có được trong cái căn nhà đó, thì đó là hạnh phúc, đó là hạnh phúc, chứ không phải là những cái gì mà họ nghĩ cái này là ở thành phố, ở đô thị, cái gì cần là chúng ta bỏ tiền ra là có thôi. Nhưng mà rồi đó thì ở thành phố lại nó phát sinh ra những cái mà về mặt nào đó thì đó là hơn thua, rồi chen chúc nhau, rồi chúng ta là ô nhiễm môi trường, là khói xe, rồi bụi không khí ngột ngạt, rồi nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Rồi chúng ta thấy rằng nó có tốt có xấu có, nhưng mà mình phải biết chọn lọc để mà mình sống, chọn lọc để mà mình sống. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cuộc đời này đó, mỗi người đều mong cầu, đều có cần có cái phước, và chính nhờ có cái phước đó thì mình sống ở đâu cũng vậy, mình sẽ được cái sự hanh thông, được một cái sự dễ dàng và một cái sự nhẹ nhàng ở trong một cái đời sống của mình. Khi mà mình ở cái cảnh đó, cảm thấy tâm an lạc, cảm thấy thân an lạc, cảm thấy nó nhẹ nhàng, thì như vậy đó là một trong những cái suy nghĩ mà sống ở đời đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mình được cơm ăn, áo mặc, được sung túc, được đầy đủ, chính là mình nhờ cái phước. Rồi mình sống được mọi người quý mến mình cũng nói là mình nhờ được cái phước. Rồi khi mà mình đi ra ngoài đời mình làm việc, được mọi người khác quý mến mình, giúp đỡ mình, thì mình phải nói là mình cũng có cái phước. Thì cái phước đó từ đâu? Từ mọi cái việc thiện của chúng ta đã làm, trong đó có cái việc bố thí, trong đó có cái việc bố thí. Cho nên rằng chúng tôi thấy rằng là khi mà một cái người mà bố thí với cái lòng tin, bố thí với cái lòng tin, cái người tu của mình, người tu của mình nói chung là mình bố thí bằng với cái lòng tin. Cái lòng tin đó là mình tin ở nơi nhân quả, tin ở nơi thiện nghiệp. Ít ra đó là mình bố thí để tạo cái sự an vui cho mình, tạo sự an vui cho người khác. Rồi đồng thời là mình bố thí đó là để mình xả ly những cái sự câu chấp ở trong lòng mình, trong đó có cái sự sang tham, có cái sự hận giờ,
hờn giận, rồi có cái sự câu chấp cố chấp những cái gì mà chúng ta nghĩ đó là bợn nhơ cấu quế của tâm, thì chúng ta nên bỏ nó đi. Mà tập cái tâm bố thí như vậy, đó là một cái nhân lành, cái thiện phước mà chúng ta làm. Khi chúng ta sanh lại làm người đó, thì chúng ta được hưởng phước ở cõi người, hưởng phước của người. Cái người mà sanh lại làm người mà có đầy đủ trí tuệ thông minh, có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ tư chi, rồi mình gặp được Phật Pháp đó, gặp được Phật Pháp, mình biết tránh ác làm thiện, mình hướng cái tâm của mình đi đến với Phật Pháp để có được cái sự an tịnh từ nội tâm đó, là mình đã có phước. Mình sanh lại làm người mà mình được như vậy là mình có phước. Rồi nhờ cái phước bố thí đó mà mình sanh lại làm người, mình sẽ được những cái sự may mắn như vậy. Rồi nhờ cái phước bố thí đó mà sanh lên làm cõi trời, sanh lên làm một vị thiên nào đó, làm một vị thiên nào đó, thì mình được hưởng thiên sắc, thiên ngương, thiên thọ mạng, thiên danh xưng. Tất cả những cái điều đó là do cái việc bố thí của chính mình, bố thí của chính mình. Và mình được cái quả vị giác ngộ đó, quả vị giác ngộ. Chúng ta thấy rằng là để mà mình giác ngộ thì trong đó không thể thiếu cái pháp bố thí. Ví dụ như mình thành Phật, thành Thánh, thành quả vị A-la-hán thì mình cũng phải có cái pháp bố thí. Rồi mình thành vị chánh đẳng chánh giác thì mình cũng có cái pháp bố thí. Hay là thành một vị Phật độc giác thì mình cũng có cái pháp bố thí. Vì vậy vậy thì cái việc bố thí này đó, mình thấy trước mắt đó, ở trong đời sống làm cái người cho cũng được vui, rồi cái người nhận cũng được vui. Và khi mà mình hạnh phúc đó, là mình cho người khác còn, cho người khác thì còn, giống như vậy. Mình cho người khác thì để lại những cái ân tình, để lại những cái ân đức, hay là để lại những cái sự hoài niệm, là do nơi cái việc mà mình cho đó, mình bố thí đó. Rồi là, nhưng mà cái điều gì mà mình nghĩ rằng giống như hôm nay mình có thật nhiều, rồi mình hưởng thụ cho hết. Có những người thì lao động, rồi tìm ra tiền bạc của cái rất là nhiều, rồi tiền của mình có thật nhiều thì mình tiêu xài thật nhiều, nghĩ là vậy, cũng không ai cấm cản gì mình, cũng không ai nói năng gì mình, tại vì mình tiền của mình làm thì mình có quyền xài theo cái ý của mình. Nhưng mà khi mà mình có những người đó là tiêu xài rất là nhiều, nhưng mà rồi đêm về đó, nghĩ lại đó, thì mình thấy nó quá luống phí đi. Trong khi nếu mà mình biết chiết một phần trong cái việc mà mình chia sẻ với người khác đó, đó là để lại cái ân đức, hay để lại cái hoài niệm, hay để lại cái ân tình ở trong cuộc đời, thì cái điều đó nó còn luôn trữ ở trong ngày sau, lưu trữ ở trong ngày sau. Như vậy thì khi mà một người được sanh lại làm người, mà mình được cái sự hanh thông trong cuộc đời này, thì phải nói là nhờ nơi cái phước. Rồi mình sanh lại cõi trời, mình có đầy đủ những cái quy luật của một vị thiên, tức là thiên sắc, thiên ương, thiên danh xưng, thiên thọ mạng, thì nhờ mình có phước, nhờ mình đã tạo phước. Trong đó có cái việc mà mình bố thí cúng dường đó. Và mình được thành thánh nhân trong cuộc đời này, được giải thoát thành Phật trong tương lai đó, thì cũng chính là nhờ mình thực hiện cái pháp bố thí đó. Từ cái việc bố thí đó là cái pháp mà chúng tôi nghĩ là nó là đi đầu, nhưng mà nó là nền tảng để rồi mình sẽ thực hiện. Nhưng mà khi mà mình bố thí đó là bằng với cả cái niềm tin của chính mình, như là ba cái yếu tố: người thọ thí, vật thí và cái tâm lý của mình. Thì cái tâm lý này là bằng với cái niềm tin. Mà cái người chúng ta có việc gì, một người mà thực hiện cái pháp bố thí đó, thì đều bằng với cái niềm tin đó, cái lòng tin đó, thì cái phước nó rất là lớn, phước nó là lớn ở trong cuộc đời này. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với bấy bao nhiêu lời ở trong cái nội dung của cái bài giảng này, nói về cái pháp bố thí cúng dường,
của một cái người tu ở trong Phật giáo qua cái câu chuyện của một vị thiên tên là Seri. Và vị thiên này đã nói lên là những cái thực phẩm mà cả trời người đều cần, thức ăn của cả trời người đều cần, đó là phước. Mà để có cái phước đó là cần có cái việc bố thí cúng dường. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ kính trình thư tập pháp đăng. Kính trình thư tập pháp đăng. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, xin hỏi Thượng Tọa Thiền Sư có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiền Sư đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoàn thành trả lời câu đầu tiên. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, có những người đó thì rất là sẵn sàng để chia sẻ cái mình đã có, như là tiền bạc thực phẩm, nhưng mà lại không thích cộng hưởng với người khác trong việc tạo phước, tức là không muốn làm phước chung với người khác, không muốn chia sẻ với người khác, chỉ muốn tức là mình chỉ làm cái gì mình làm mình thôi, không muốn ai làm chung với mình. Chúng ta gọi viên từ Phật không gọi là bón sản của thiền pháp. Thì một phần là trường hợp có không, tức là người đó biết chia sẻ phước quả nhưng mà rất là bón sản của phước nhân, tức là bón sản phước hạnh, thì chuyện đó có không? Hay là hãy bón sản cái này thì cũng sẽ bón sản cái kia luôn. Thì có những người đó lại khi làm phước muốn rủ người khác, nhưng mà khi hướng phước á, thì lại muốn hướng một mình. Thì Thượng Tọa Quan Hỷ chia sẻ cái nhìn của Thượng Tọa đối với cái chuyện mà mình chia sẻ phước nhân và vui vẻ phước quả đó, nó có phải luôn luôn đi chung với nhau hay không? Hay là có trường hợp thì phước nhân thì chia phước quả thì không, có trường hợp phước quả thì chia phước nhân thì không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa vị, thực ra thì hai cái trường hợp đó đều là có, nhưng mà không phải là bổn sẻ phước nhân, bổn sẻ phước quả. Hai cái trường hợp nó là khác nhau. Khi một người sanh ra ở đời được hưởng quả phước quá khứ, họ giàu có tiền của, nhưng họ không thích chia sẻ với người khác, thì cái này gọi là bón sẻn. Trường hợp đó gọi là Maitreya, là pháp Maitreya, là bổn sẻn lợi lộc. Còn ở trong trường hợp mà chúng ta nói nôm na là bổn sẻn phước nhân đó, thực ra không phải là bổn sẻn phước nhân, mà cái này là không tùy hỷ phước nhân. Không thích rủ người khác làm phước,
mà cũng không thích vui theo cái chuyện là phước của người khác. Ở đây nó có hai cái hậu quả khác nhau. Một người tự mình làm phước nhưng mà không biết rủ người khác làm phước. Người tự mình tu tập bố thí trì giới hành thiền nhưng mà không biết khích người khác cùng bố thí cùng trì giới cùng hành thiền, thì người này Đức Phật gọi là tự lợi nhưng mà không có lợi tha. Và người mà tự mình làm phước mà không có rủ người khác làm phước đó, không cho người khác làm phước chung, thì quả đời sau đó, trong kinh nói rằng là khi quả vị thục chín mùi, người đó được có nhiều tiền gỗ nhưng mà người đã sống cô độc, không có thân quyến, không có bà con, không có họ hàng. Một trường hợp khác là có người kêu gọi người khác làm phước, khuyến khích người khác làm phước, nhưng mà bản thân họ thì không có đi làm phước. Thì người này quả đời sau sanh ra ở đời có một nông, nhưng mà bản thân của họ thì bị nghèo khổ. Bất quá chỉ sống nương nhờ nơi họ hàng và quyến thuộc thôi. Bản thân của họ vì đời trước khuyến khích người khác làm phước, nhưng mà bản thân thì không có làm phước. Còn người mà người thứ ba đó, người tự mình làm phước và khuyến khích người khác cùng làm phước, thì người này đời sau sanh ra bản thân của họ được giàu có, nhiều tiền của và cũng có quyến thuộc đồng. Còn cái hạng thứ tư thì tự mình không làm phước mà cũng không có rủ ren, không có khuyến khích ai làm phước, thì người này đời sau nghèo khổ và cô thân cô thế, không có quyến thuộc. Như vậy thì cái chuyện mà người rủ người khác làm phước và không rủ người khác làm phước thì có cái quả như vậy. Như trong câu hỏi mà Tương Tự Giới Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây có người làm phước mà không có rủ ren người khác làm phước chung, không cho người khác làm phước chung, thì cái quả, cái hậu quả đời sau sanh ra giàu thì giàu nhưng mà cô thân cô thế, không có quyến thuộc, tướng cố vô thân. Cho nên cái chuyện mà cái phước nhân đó là mình phải luôn luôn biết khuyến khích người khác làm phước và thấy người khác làm phước mình tùy hỷ phước theo, thì như vậy đó là đối với phước nhân. Còn đối với phước quả, sau này khi mà chúng ta có được cái tiền của giàu sang trong đời sống, chúng ta có tiền của có lợi lộc, thì chúng ta không nên bỏng sẻn mà chúng ta nên bố thí chia sẻ cho người khác. Thì trong cả hai cái cách làm đó, chúng ta đều phải biết trường hợp nào áp dụng cái gì và trường hợp nào phải xử trí như thế nào. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giảng Đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính trình thượng tọa thượng sư. Thượng tọa thượng sư có vẻ như không có khỏe hôm nay, ta đã thỉnh thượng tọa thượng sư trả lời thêm cho một câu nữa thôi, rồi sau đó cũng thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Bạch thượng tọa thượng sư, ở trong cái bài kệ này đó, có câu là Dach Na Nang Mala Pipu, chữ Mala, Mala là quý nhiệm, một cái người mà có khả năng chinh phục hay là tẩy sạch cái quý nhiễm đó. Một, hãy cho, tức là mình bố thí rồi, nhưng mà sau cái nhiệm phải chăng là ở đây chúng ta nên hiểu là cái sự bố thí mà có ích kỷ, cái sự bố thí mà không muốn người khác cùng làm, sự bố thí mà không có tùy hỷ người khác, cái đó là sự quý nhiệm, sự bố thí, quý nhiệm của tâm tư bố thí, phải không? Xin kính thỉnh thượng tọa quan vị trên là làm sáng tỏ về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây cái chuyện mà mình không có rủ người khác làm phước, cái đó nó cũng chưa đến nỗi được gọi là mala, là cái sự quý nhiễm. Mà ở đây chúng ta phải nhớ trong cái cách bố thí mà Đức Phật Ngài dạy, bố thí của bậc chân nhân Saparisadana, thì ở đây người trí bố thí bằng cái lòng tin bố thí với cái sự tôn trọng người thí, người thọ thí, bố thí tự tay mình, bố thí có nghĩ đến đời sau, mà nhất là bố thí để trang nghiêm, để làm tư cụ cho tâm, để làm vật trang điểm cho tâm, citta lankara, và làm tư cụ cho tâm gọi là citta parikha. Thì ở đây lại thêm một cái nữa gọi là chaga nusti, là trong cái pháp tùy niệm thí, vị hành giả sẽ sau khi bố thí xong tìm một nơi thanh vắng ngồi mới suy nghĩ rằng chúng sinh ở đời do bổn sẻn Maitriya làm cho tâm bị cấu uế má lát, do cái tâm bị bổn sẻn cấu uế nên chúng sanh trải đi luân hồi phải chịu nhiều cái sự khổ đau đối khác. Nay tay na ta đã xả tài, đã bố thí thật là lợi ích thay cho ta, đã nhiếp phục được cái sự bố thí gọi là mala phi phu, mala phi phu. Cái đó là cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên cách mà suy nghĩ để gọi là niệm thí, tùy niệm thí, thì cái chữ ba la phi phu là nhiếp cấu uế. Ở đây cái sự bố thí tại sao gọi là nhiếp cấu uế, bởi vì cái sự nhiếp, cái sự bố thí đó, nó là nó chinh phục được cái tâm bổn sẻn. Cho nên cái chữ cấu quế, chữ má lá, má lá má lăng ở đây trong bài kinh này là để chỉ cho cái sự bổn sẻn. Mà nếu muốn tẩy sạch cái sự bổn sẻn cấu quế này đó, thì chỉ có cách là đa cha đa năng, tức là bố thí. Bố thí thì cái đó mới là tẩy sạch cái sự bổn sẻn cấu uế. Tất nhiên cái chữ ma lá là cấu uế, nó chỉ cho nhiều cái pháp bất thiện, nhiều cái pháp bất thiện khác. Nhưng mà ngay trong bài kinh này khi nói đa cha đa năng
mà là phi phu, là vô thí giết vô quế. Thì đây chính là vị đây giác mà chê răng. Chữ mà chê răng nó đồng nghĩa chữ mà chê giác. Vị đây giác mà chê răng tức là ngăn bố thí, hay là ngăn bổn sẻn, ngăn sang tham. Chữ sang tham ở trong trong bài kệ tức là chữ bổn sẻn, chữ macharam hay machari. Như vậy thì cái việc làm bố thí là để nhiếp phục được cái cố quế bổn sẻn. Trong ý nghĩa của bài kinh này, chữ đó có nghĩa về nam mô của thầy. Sa thú, kính thưa thượng tọa tiểu sư, xin thỉnh sư minh đi nghỉ. Thượng tọa tiểu quyền ơi, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa tiểu quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa khoan nghỉ trả lời cho cô và thôi được tiếp theo. Thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa. Ô, dạ thấy thượng tọa tiểu quyền rồi. Thượng tọa tiểu quyền ở trong bài kinh này. Khi mà Đức Phật ngày đề cập đến pháp bố thí đó, thì ngày đặc biệt ngày nói đến cái chữ gọi là Vipassana Cetasa, mà ở đây chúng ta gọi là cái tâm trong sáng. Cái tâm trong sáng khi bố thí, tức cái tâm thái cao quý, cái tâm thái thanh tịnh khi bố thí đó. Thì thượng tọa có bao giờ nhận thấy rằng người thế gian thường khi bố thí đó, họ nặng về trình diễn, họ nặng về hình thức, họ nặng về vật thí, họ nặng về bên ngoài hơn là họ lưu ý cái tâm thí, có phải như vậy không? Tức là mình nặng về hình thức hơn là cái tâm bố thí, có phải vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sanh Khai, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Minh Hạnh, Đức Tu Trì, Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đón quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, có thể nói rằng rất nhiều và rất nhiều. Có một số người khi mà làm việc bố thí cúng dường, người ấy cần cái hình thức và cần cái danh cái tiếng, cần người biết, vân vân. Hay là muốn mình tỏ vẻ ra mình là người có cái tiền của tài sản để mình làm phước mình cúng dường. Đây là phần đông là vậy. Nhưng điều mà phải nói rằng là cũng thỉnh thoảng cũng có gặp một số người mà họ nói họ chỉ làm bằng cái tâm của cái tâm thí của họ, bằng họ làm bằng cái ba la mật, chúng ta gọi là cái pháp ba la mật, tức là chỉ làm phước. Nó mang tính tức là họ hướng tâm tới cái sự cúng dường, hướng tâm tới cái sự chia sẻ thôi, mà không cầu danh, không cầu cái gì gọi là phước báo hay là danh lợi gì cả, mà làm chỉ biết cái tâm mình làm. Đây mới là một cái hình thái nó rất là tốt. Còn có thể nói rằng là chúng ta làm, ngay cả chúng ta ước cầu thì đó cũng là nó thể hiện cái làm và cái cầu mong, chứ không phải là một cái sự bỏ tài sản hay làm bằng hình thức phải được như thế này, phải được như thế kia. Tâm của chúng ta khởi lên và có vật thứ đã cúng dường đã hay đã làm phước thì chúng ta đã có phước. Chứ khoan hãy xét đó, phải làm như thế này mới đúng, làm như thế kia mới đúng, thì coi chừng nhiều khi câu nệ quá đó, hay hoặc đưa ra quá nhiều cái yêu cầu và điều kiện, thì phải nói rằng là chúng ta phải xét lại. Ở đó trong đó họ có một sự tính toán, có một sự sắp đặt, có một cái sự tầm tứ tư nghì về cái tài sản của họ cho ra, hay là về cái việc làm của chính họ, chứ không phải làm với một cái tâm bố thí, với một tâm cúng dường, với cái tâm cầu mong cho người bố thí cúng dường, bầu mong cho mọi người được an lạc.
khó có cái đó. Khi mà họ bố thí mà họ không cần cầu, tức là không cần danh, không cần cầu nguyện gì, chúng ta gọi là không có cầu mong hồi đáp, hay là mong không mong cái kết quả mà chúng tôi, như chúng tôi đã nói, nó mang cái tính ba la mật. Ba la mật ở đây có nghĩa rằng vì cái tâm để cầu đạo giải thoát, vì cái tâm gọi là nekhamma, tức là xuất ly, nó có cái tính giá trị xuất ly nekhamma đó, thì cái sự cúng dường nó tốt đẹp. Còn đa phần thì chúng ta thấy thường thường bố thí nó bằng cái hình thức, mà bằng cái hình thức như vậy thì cái tâm thí nó lại kém đi, bởi vì chúng ta làm như vậy cầu mong cái hình thức thì cái tâm của chúng ta nó không có một cái mạnh mẽ hơn nữa, rồi được người khen, được người tặng, vân vân. Chúng ta nhớ hồi xưa tích người manh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền, tức manh khố che thân hai vợ chồng đó bằng một cái tâm thí nó rất là lớn, rất là mạnh. Hay những người mà chúng ta nhớ khi làm phước của ti tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng, chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta đừng có so sánh với người, mà chúng ta hãy nhớ rằng cái tâm của chúng ta hoan hỷ, có niềm tin tam bảo, có một cái sự kính trọng, có một cái sự cúng dường, mà cái tâm của chúng ta nó đại thể, nó cả thái, cũng như chúng ta biết cái hình thức rồi cúng dường. Từ cái hình thức đó nó đi tới cái chỗ phân biệt, mà từ cái chỗ phân biệt thì nó có hạn cuộc hạn lượng, mà từ cái chỗ hạn cuộc hạn lượng thì chúng ta bị đây là vị lớn, đây là vị nhỏ, đây là vị tôi quen, đây là vị tôi không quen, vân vân, đây là người tôi thân, đây là người tôi không thân, thì tất cả đó là những cái sự cúng dường nó mang tính có phân biệt. Như vậy thì quả báo nó rất là kém, hơn là chúng ta cúng dường đến đại thể, mà cúng dường là vô phân biệt. Thì cái người đệ tử khi đã làm được công đức như vậy thì công đức đó nó mới gọi là cái đắc khí na đa ná được, và cái công đức đó nó mới vô lượng, nó mới lớn lao được. Chúng ta nhớ thường thường chúng ta làm phước, chúng ta hay bị một cái bệnh đó là vị này lớn cho nên phải được nhiều, vị kia nhỏ phải được ít, vân vân. Thì cái đó khi mà chúng ta làm phước thì biết bao nhiêu cái thời gian để chúng ta có thể dâng cá thể. Tại sao ít lần được những cái lần mình làm phước mà nó mang tính, tức là đại chúng tăng già, thì chúng ta cứ đồng nhất đi. Còn vấn đề mà những lần khác thì chúng ta đã có cái cá nhân rồi, ở đây thì chúng ta không có nắm bắt được một cái chỗ đó thì nó cũng rất là tội nghiệp. Mà nếu như chúng ta mang tính đại chúng như vậy thì cái tâm thiết của chúng ta rất lớn. Còn có phân biệt, tự động có phân biệt thì tự nhiên cái tâm mình nó tâm thí nó kém liền. Và ngay cả luôn mình không có gì cái chỗ mình vô phân biệt, nhưng mình tập cái tánh gì mình không có so sánh vật của mình với người, rồi cũng không có suy nghĩ là vật lớn vật nhỏ, vật mọn vật hèn gì cả, mà chúng ta bố thí bằng cái khả năng của mình. Mà cái khả năng đó chúng ta phải nhớ là chúng ta cúng dường vật đẹp vật tốt thì chúng ta được vật đẹp vật tốt, chứ không phải mà chúng ta cứ trông đo chắc đếm rồi thôi bây giờ làm thì nội chỉ cái tâm bao nhiêu đó nó cũng kém rồi. Chúng tôi thường đã nói có phước mới được làm phước, làm phước rồi mới có phước, có được duyên phước để được làm phước, và làm phước đó nó sẽ kết quả cho chúng ta rất là nhiều phước. Và cũng từ nhân đó từ cái nhân mà làm phước, từ cái nhân mà dứt bỏ tài sản, nó tạo cho chúng ta cái thói quen. Chúng ta nhớ như vậy đó. Quý vị biết cái tâm mà của mình nó tham, nó chấp dữ lắm đó. Bây giờ biết như vậy, như rồi mình lo, mình sợ, như điều mình cứ nghĩ đi, ngày mai rồi chúng ta không còn sống nữa rồi, chút xíu nữa đây chúng ta chết rồi, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu cái tài khoản của gì, bao nhiêu cái income ở trong ngân hàng thì nó cũng nằm đó thôi. Rồi nó để lại một cái là người sau người ta kế thừa, còn không nó sung công quỷ. Thì cái đó chúng ta không còn phước nữa. Mà chúng ta những cái việc phước khi chúng ta đang còn sống này chúng ta nên làm. Và hãy nhớ rằng
Khi chúng ta làm như vậy đó, nó thiếu là nó thiếu, nó đủ là nó đủ, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta rút ra hết thì mai mốt chúng ta không có. Chứ sự thật ra nếu chúng ta có phước thì nó sẽ có để cho chúng ta sử dụng. Còn nếu chúng ta không có phước mà để giữ gìn tài sản đó thì chắc chắn nó mất. Thì tại sao mà không làm phước mà để cho nó mất? Mà tại sao không làm phước đi để rồi mình còn cái hành trang để mang theo? Cho nên ở đây cái việc làm phước này nó rất là đặc biệt, mà nó cũng rất là quan trọng. Mà ở đây cái tâm thí đòi hỏi á, là chúng ta luôn luôn tạo một cái tâm thí, cũng như nguyện đừng bao giờ chúng ta người ta xin mình cho. Quý vị biết là bây giờ cũng lúc của thời buổi nó cũng khó khăn, và lúc dịch bệnh này nọ đủ thứ hết trơn. Khi mình tới chùa người ta xin, chúng tôi cố gắng chúng tôi cho. Mình không cho được nhiều như ý họ thì mình cũng cho được ít. Mình không cho được cái lớn lao, mình cũng cho được cái nhỏ này chứ. Không cho được nhiều người thì cũng cho được một người, vài người, một số người. Mình cũng chia sẻ chứ. Mà mình tập tức là khi người ta xin mình cố gắng mình cho. Mình đừng bao giờ mà từ chối. Đừng bao giờ từ chối với bất cứ lý do gì, ngoại trừ tức không có mặt. Nếu có mặt có thể được thì chúng ta cố gắng để chúng ta giữ cái gì, giữ cái thiện căn thiện duyên đó, mà cũng là một phần, cũng là một phần để cái tâm của chúng ta, ở đây cái tâm của mình, nó không có bị keo kiệt, nó không khởi lên những cái bực bội. Với việc nhiều khi người ta xin, cái này chúng tôi đã kể có những lần thuyết pháp chúng tôi có kể, nhiều khi họ đi xin nó tới đó, những lúc mà vào những cái giờ mà giờ nghiệt không à, vào giờ trưa thì tới họ xin, hay hoặc là vào cái giờ mà tụng niệm hay cái giờ mà có lệ đạt gì đó họ tới, họ cần giúp đỡ, cần cầu khẩn này nọ, hay là mình chuẩn bị mình đi cái gặp họ, nó rơi vào những tình huống là phải mất cái thời gian và cũng mình cũng phải bực bội, nhưng điều mình cũng nhịn không kể cái chuyện đó, mình vượt qua cái bực bội của chính mình tạo cho cái tâm vui. Nếu như mình không vui thì mình cũng giữ, mình đang bực bội thì mình cũng giữ cái tâm của mình cho nó trở lại bình thường, để mình giữ gìn cái thiện duyên, cái tâm thí của mình nó được tốt. Và ở đây không nói gì không có xa đâu quý vị. Dĩ nhiên rằng cái tâm thí nó rất là quan trọng về cái vật thí hay là hơn cái hình thức. Nói như vậy là nói tới cái tâm thí nó rất là quan trọng. Nhưng chúng ta cũng nhớ là chúng ta đừng có nói được cái chúng ta chụp vô cái tôi không cần hình thức, cho nên là sao cũng được hết trơn. Chúng ta phải cũng có cái giá trị mượn hoa kính Phật. Cái đây là cái sự thật. Cũng phải có cái Phật mà chúng ta cúng dường. Chứ phải nói ở cái tâm tôi lớn lắm, nhưng điều tôi không có điều kiện, cho nên đó đó, nói mà không có cái Phật mà để làm cũng không có đúng pháp nữa. Nhưng cái mà dĩ nhiên cái quan trọng ở đây là cái tâm mình sẵn sàng vượt qua cái bổn sẻn, vượt qua cái chấp thủ, mà hướng tâm tới cái gì, cái thí ba la mật, hướng tâm tới cái mà chúng ta gọi là cái vô cầu, để tâm của chúng ta nó mạnh mẽ, nó quan hỷ. Mà khi chúng ta làm phước như vậy, hãy nhớ nay vui đời sau vui, đối với người làm phước thì hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Hay chúng ta nên nhớ, nếu người đã làm được điều thiện sẽ tiếp tục làm thiên, người tích thiện trữ thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Đây là lời dạy của Đức Phật. Cho nên lúc nào cái tâm thí của chúng ta cũng hãy mở ra, hãy rộng hơn, lớn hơn, tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ được về sau, trong tương lai, trong vòng luân hồi này, chúng ta sẽ không bao giờ bị những cái sự khổ sầu, những cái sự thiếu thốn, những cái sự khó khăn, những cái sự khổ cực ở trong cuộc đời này. Cho nên rất là quan trọng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng bỏ qua đi những cái thiện căn này, cái thiện duyên này mà chúng ta không làm thì rất là tổn và tiếc. Mà làm bằng cái gì?
bằng cái tâm, đúng vậy đó, bằng cái tâm, bằng cái tâm mà hướng tâm tới một cái đại thể, hay là vipassana cetasika, tức là khi cái tâm mà nó trong sáng, cái tâm mà nó hoàn toàn có đầy đủ trí tuệ, có niềm tin, có trí tuệ, có tư tiền, có tư hiện, có tư hậu, có vật thí cúng dường, có đối tượng cúng dường và có người cúng dường. Tâm của mình hoan hỷ, nó rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Người mà thực hiện được như vậy, người ấy làm phước sẽ được cái quả lớn, sẽ được cái kết quả rất là to lớn. Bởi vì khi mà làm phước, chúng ta nhớ có một lần, đang khi làm phước, thì có một bà nữ tỳ đó, bà làm rơi một cái tách rất là quý. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc một cái bà gia chủ, nói này bà gia chủ, hãy giữ cái tâm bình thản, đừng có bị bực bội, đừng có bị khó chịu khi có một cái tách mình mà người làm đã làm vỡ như vậy. Thì bà ta mới bạch ngài Xá Lợi Phất rằng, bạch tôn giả, khi con đang cúng dường đến đại chúng tăng thì con nghe được cái tin báo từ phương xa, người ta đã báo về con đã vừa mới nhận cái tin là chồng con đã tử trận rồi, nhưng con cũng vẫn cố gắng bình thản để con cúng dường, để con trọn vẹn phước báo. Thì ngài Xá Lợi Phất mới xa thủ và tán thán cái công đức mà trong sáng, cái công đức mà vipassana cetasika này của bà đó, đúng như cái tâm tư mà nó trong sáng và nó nhẹ nhàng, để bà ta giữ trọn là cái phước báo chồng con như thế, chứ hà huống chi là cái tách vỡ này. Dạ, thì có thể nói rằng qua đó cho chúng ta thấy, khi chúng ta làm được một việc phước, khi chúng ta tu, khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta học Phật pháp, khi chúng ta bố thí trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ vân vân, hay chúng ta nghe pháp, thì có mọi việc gì đó mà làm chúng ta bực bội thì chúng ta cũng nhớ vượt, nhất là cái chuyện bố thí cúng dường, hay là cái việc mà chúng ta hành các thiện sự. Bởi vì giữ cho cái tâm đó, giữ cái tâm đúng vậy, như giữ cho cái tâm trong sáng, vipassana này ná này, nó được tốt thì cái quả nó lớn và nó trọn vẹn cái việc phước của chính mình. Chứ đừng gì tiếc của, chứ đừng gì bực bội, đừng gì so sánh, đừng gì người này chê, người kia khen, hoặc là hành động thái độ gì của người kệ. Mà chúng ta giữ cái tâm của mình nó được trong sạch, giữ cái tâm của mình nó đầy đủ quan hỷ, trước khi làm quan hỷ, đáng khi làm quan hỷ và sau khi làm quan hỷ, để chúng ta được trọn vẹn phước báo. Đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có đi gần của tốt, thực kính cũng được tự tọa. Nam mô Phật Thầy ạ. Sa thú kính trân thưa tòa tuyên quyền, xin được hỏi thưa tòa Pháp Đăng, thưa tòa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thưa tòa Pháp Đăng, yeah. Dạ vâng. Thưa tòa Pháp Đăng, ở các quốc gia Phật giáo, người ta thường có một số việc làm như là họ xin thọ tam quy ngũ giới trước khi họ đọc lời tắc bạch bố thí, và họ tin rằng họ giữ giới đó, họ thọ giới làm cho cái tâm trong sạch. Thưa tòa Pháp Đăng có thể có một vài cái đề nghị gì là, thí dụ như một người họ sắp làm lễ dân y, hay là người sắp làm lễ trai tăng, mà trước khi họ làm phước á, họ làm thế nào để tâm họ được trong sạch, tâm họ được trong sáng để mà chuẩn bị cho cái phước thí không? Xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho một vài lời khuyên về điều này. Hello, yeah, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Điều này được ví dụ như chúng ta là người nông dân đó quý vị. Quý vị là người nông dân mà trồng đậu, trồng bắp, trồng bất cứ một loại ngũ cốc nào đó. Thường thường người ta muốn đem đi tỉa đó, thì người ta đi phơi, phơi lại cho thật khô, rồi người ta đem ra tỉa, ta gieo giống xuống đó quý vị. Thì cái hạt giống nó lên rất là mạnh quý vị. Thì cũng giống như vậy, nếu mình nói rằng khi mình làm một cái thiện sự công đức đó, ví dụ dân y rồi mình xin thọ giới lại, thì thí nó cộng với giới quý vị hiểu đó. Thí nó cộng với giới,
giới mình thọ trước và cái thí mình làm sao, thì như vậy cũng giống như mà giới cộng với định vậy đó, nó cho nó cái quả thù thắng hơn là giới không mà không có định. Thì cũng vậy, mà thí cộng với giới đó, thì cái sự thí đó nó viên mãn. Viên mãn là ở chỗ nào, là cái nghĩa là mình dọn cái tâm mình cho trong sạch. Bởi thường thường cái tâm trong sạch đó, mình nói cái tâm trong sạch đó, thì nó mình chỉ người này người kia, nhưng mà mình có thể lấy cái gương của các cái bậc hiền, thánh hiền. Ví dụ chúng ta thấy bà Visakha đó, bà đi nghe pháp đó, quên cái áo choàng đó, quên cái áo choàng, thì đi một đoạn đường đó, thì bà hỏi người nô tỳ cái áo choàng đâu rồi con, thì cái người nô tỳ nói thưa bà con bỏ quên lại chùa rồi, thì bà cũng từ tốn và nói này con hãy lại chùa, nhưng mà nếu mà ngài Ananda mà đụng vào rồi đó thì con đừng có đem về nữa, con đừng có ôm về đây, con hãy để đó. Thì quý vị biết rằng vì bà tôn kính tôn giả Ananda, và ngài biết là bà cũng biết tôn giả Ananda, có lẽ là khi mà cái thời pháp xong rồi thiện tính về đó thì tôn giả sẽ lên và tôn giả coi, và tôn giả thấy là tôn giả sẽ đụng vào nên bà mới nói như vậy. Thì thật sự cô tỳ nữ trong cổ lại đó, thì cô thấy cái áo choàng đã cất đi rồi, thì biết được ngày tôn giả Ananda cất rồi đó, thì bà không có quở trách gì cô tỳ nữ hết. Nhưng mà ngày hôm sau thì bà vào đó, bà đấu giá cái áo choàng áo cưới của bà đó, đấu giá áo cưới đó, và không có ai mua nổi, vì cái áo cưới đó là cái số tài sản rất là kinh khủng quý vị. Quý vị cứ nghĩ một áo choàng bà xây đông lan tây lan á, 1000 cái phòng, một ngàn cái phòng như vậy, và cái chánh điện nữa, thì quý vị nghĩ cái áo cưới đó, cái giá trị đó rất là kinh khủng. Và bà mua lại áo đó, và bà làm phước xong rồi đó, thì bà chia phước cho cái người tỳ nữ đó, bà nói rằng nhờ có con đó, mà bà làm được cái thiện sự công đức này. Thì quý vị biết rằng ở trong kinh mô tả lại, ở trong Thiên Cung Sự đó, thì nói rằng cái cô tỳ nữ đó, cổ sanh lên cõi trời Đa Lợi. Bà Visakha đó, bà sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại quý vị. Bà sanh lên cõi Tha Hóa Tự Tại làm thiên hậu. Như vậy thì thường thường thì chúng ta thấy rằng bà đó thì đi nghe pháp đó, thì đó là một thiện nghiệp. Nhưng mà để quên cái áo choàng lại đó cũng không làm cho bà bực bội. Bà lại suy nghĩ cái thiện nghiệp tiếp nữa. Bà dặn cái cô tỳ nữ như vậy. Thì cũng giống như bây giờ mình làm phước, mà mình trước làm phước mình xin giới lại, xin năm giới sắc sanh trộm cắp tài dâm nói dối rượu, mình xin năm giới công sạch, giống như cái hột giống mà chuẩn bị đi gieo đó, thì mình phơi lại. Mình nhiều khi quý vị cũng nếu quý vị không phải là người làm nông đó, thì quý vị sẽ hỏi rằng ủa sư đăng sao kỳ vậy, đang gieo giống thì mình cần gì phải phơi lại. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng một cái người mà gieo giống mà không phơi lại đó, thì nó lên không có điều quý vị. Nó chúng tôi hồi xưa chúng tôi còn ở bên Phúc Huệ, chúng tôi với sư Tân còn nhỏ, chúng tôi còn nhớ sư cả đó, mỗi lần mà đi kêu trồng cái gì đó thì đem phơi lại, phơi cho nó nắng lại đó, nắng lại rồi đem xuống gieo thì nó lên rất là điều quý vị. Nhưng mà nếu mình không phơi lại đó, thì mình gieo đó thì nó lên lỗ đổ thôi chứ nó không lên điều. Thì cũng giống như vậy quý vị, khi mà mình làm phước đó, mà cái phước trổ sanh mạnh đó, mà cái phước đó, gọi là cái thí mà giới cộng với thí đó, thì nó cho ra cái quả thù thắng hơn. Có nghĩa là trước đó giới mình dọn cái tâm mình trong sạch, rồi cái thí đó, nó cho ra cái quả thù thắng hơn. Cũng như là chúng ta thấy trong Thanh Định Đạo nói về định cộng với giới cộng với định đó, hay là định cộng với tuệ đó, thì nó thù thắng hơn. Bởi ở đây thì chúng ta hiểu rằng đó, cái tâm thiện hợp trí đó, cái tâm thiện hợp trí đó, và cái tâm thiện ly trí, tâm thiện ly trí nó cũng là tâm thiện nhưng mà nó không có trí. Và cái tâm thiện hợp trí đó thì nó có trí và nó tạo ra 16 quả, nhưng mà tâm thiện ly trí tạo ra 12 quả, cũng là việc bố thí. Nhưng mà cái việc bố thí đó nó có thể là mình nói rằng một cái người bố thí họ hoan hỷ việc thí nhưng mà họ không có trí, họ không biết phải làm cái gì trước. Nên bình thường mình nói là một cái người tiền tư là trước khi làm đó thì họ chuẩn bị cái tâm cho nó tốt đẹp, họ xin giới trước như vậy. Khi làm đó là hiện tư, sau khi làm là hậu tư. Thường thường á,
quý vị cũng thường biết Chư Tăng hay dạy là mình làm thiện đó là mình chỉnh đốn lại coi mình làm nó đầy đủ chưa quý vị. Có nghĩa là mình sống mình bố thí như vậy, nhưng mà thật sự ra cái sự bố thí của mình đó, mình chỉnh đốn hoài như vậy đó, đến lúc nào đó mình thấy hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là hợp theo cái người trí, bố thí không có nó hoàn hảo, bố thí nó hoàn hảo mọi mặt. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cái người bố thí hoàn hảo mọi mặt đó thì nó cho ra quả, mình gọi là cái tâm thiện hợp trí cho ra 16 quả, người tâm thiện ly trí cho 12 quả thôi, mà tâm thiện thiếu trí thiếu tư cho ra 8 quả vô nhân thôi. Như vậy thì trong Vi Diệu Pháp cũng có nói, và Đức Phật ngay cũng khuyên, tuy rằng chúng ta nghe trong kinh gọi là bố thí đúng thời, hay là bố thí có cung kính, rồi bố thí có lòng tin, nhưng mà bố thí có tổn hại, hay là bố thí có gượng ép, và bố thí có tổn hại đó, thì mình hiểu rằng cái bố thí có tổn hại là nhiều khi mình bố thí trong đó mình có xen lẫn những cái bất thiện đó. Bố thí có gượng ép đó, là mình cũng bị cái tâm, mình bị cái tâm của mình đó, nó cũng có điều này điều kia nó gượng ép cái tâm mình, bắt buộc phải cho. Ví dụ mình bữa hôm nay á, mình đi gặp sư phụ của mình, ví dụ mình phải bố thí như vậy, hay là thấy vị sư đó quen mình bố thí, như vậy là bố thí có gượng ép. Hoặc là bố thí có tổn hại là nhiều khi mình bố thí mình nói những cái lời nói mình, hành động của mình làm cho vị đó tổn thương thì gọi là bố thí có tổn hại. Nhưng mà bố thí có cung kính thì mình cung kính bố thí, hay là bố thí có lòng tin, mình cho với lòng tin của mình. Thì khi mình hiểu được như vậy thì Đức Phật ngày trong 5 cái loại bố thí đó, thì mình nghe đó là có 3 cái loại bố thí: bố thí có lòng tin, bố thí có cung kính, bố thí đúng thời đó, là đó là tốt. Mình tránh bố thí bị gượng ép hoặc là bố thí có tổn hại. Mình hiểu rằng á, Đức Phật ngày dạy cái tâm của mình đó, trước đó cái tâm thiện và sau đó cái tâm thiện nữa, chúng ta hiểu rằng là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ mình muốn làm phước điều đó, nhưng mà mình dọn cái tâm mình trong sạch bằng 5 giới thì cái thiện trước nó trợ cho cái thiện sau, như vậy cái thiện nó mạnh lắm, cái thiện nó sẽ mạnh hơn. Thường thường chúng ta biết rằng giống như bây giờ mình chích một mũi vaccine vậy đó, nhưng mà tại sao mình phải chích 2 mũi? Vì 2 mũi nó đầy đủ toàn hảo hơn, và nó cho mình cái kháng thể mạnh nhất, thì nó cũng giống như vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng trước đó mình làm, cũng như thường thường chúng ta nói rằng mình làm để mình sửa cái tâm mình đó. Trước đó mình làm mình thấy cái tâm mình đúng rồi mình làm tiếp nữa cho nó hoàn hảo. Chứ còn thường thường đó mình hiểu rằng giống như mình làm bất cứ một cái nghề nghiệp gì đó, mình làm xong rồi mình rút kinh nghiệm đó, thì cái lần sau đó nó hoàn hảo hơn, cái lần sau nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng mà nếu người làm mà không có chuẩn bị đó, thì người đó làm rồi cũng không làm rồi đó, mình thấy mình chưa được hoàn hảo, thấy được chưa được hoàn hảo. Khi mình chưa được hoàn hảo như vậy, cái người mà họ thấy hoàn hảo, ví dụ chúng ta nghe vua Dư Xí á, ông làm vua và ông bố thí á, thanh niên Uttara thấy ổng bố thí đó, thì thanh niên Uttara mới nói rằng tôi chỉ gặp Yubayasi kiếp này thôi, nhưng mà không gặp kiếp sau. Thì hỏi ra đó, thì Yubayasi bố thí những cái vật thí của Yubayasi đó là những cái vật mà tồn kho đem được bố thí. Và bố thí đó thì không có hoan hỷ, bố thí không có rủ với ai, bố thí không có hồi hướng phước cho ai hết. Nên sau đó Yubayasi mới sanh vô cái cung điện Tứ Đại Tiên Vương mà tầng thấp đó, không có cái gì hết, không có quyến thuộc, không có gì ở trong cung hết, chỉ cái cung trống rỗng thôi. Và sau này có một vị thánh tăng lên cái cung điện đó, thì Yubayasi mới nói lại cái vị thánh tăng đó, hãy về nói với nhân loại đó, đừng bố thí giống như Yubayasi. Còn thanh niên Uttara mà khi nói Yubayasi bố thí, tôi chỉ gặp ổng kiếp này thôi, kiếp sau không gặp đó, thì thật sự thanh niên Uttara đã sanh lên cõi trời Đao Lợi với đầy đủ tùy tùng, đầy đủ dung sắc, đầy đủ quy lực. Nhưng mà ngược lại Yubayasi thì sanh lên cung điện chư thiên thì có một mình ổng trống lóc đúng lơ thôi. Thì đây là cái điều mà trong kinh Thiên Cung Sự có nói lại cái câu chuyện của Yubayasi ở trong đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc làm phước mà mình nói thì A Tỳ Đàm cho ra 8 quả rồi 16 quả hay 12 quả đó, thì nó cũng thật sự đó là cái điều do cái tâm lực của mình, do cái kiện toàn tâm của mình. Cũng như chúng ta thấy con người thì mỗi người có cái sức lực riêng tiềm ẩn ở bên trong của họ. Có nhiều người thì giác 10 ký, nhiều giác 50 ký thì cũng không thua gì họ.
Thì cũng giống như vậy, cái thiện tâm nó có cái tư đó, một cái thời gian lâu dài thì nó cho ra cái quả thù thắng hơn. Một cái tư mà nó ngắn ngủi thì nó cho ra quả ít hơn. Như vậy đó thì chúng ta hiểu. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó có nhiều tâm thiện thì nó cho cái mạnh hơn, thì mãnh lực tâm nó mạnh hơn. Nó nhiều thì nó gọi là, mình gọi là nhiều là gọi là tỷ phú. Nhưng mà ít tiền thì đâu có thể nào làm tỷ phú được. Thì nó cũng giống vậy. Cái thiện tâm của mình có nhiều, nó cho ra cái quả mạnh hơn. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại. Thượng tọa có muốn nói gì thêm thì thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thủ kính trưng chư tọa Pháp Đăng. Thưa quý vị, với những giây phút còn lại, chúng tôi xin được tiếp lời theo lời của chư Tăng để chia sẻ một vài cái ghi nhận về bài học này. Thật ra bài kinh hôm nay tương đối là dài so với những bài kinh trước. Chúng ta cần có cái nhìn toàn bộ về nội dung của bài kinh này. Điểm thứ nhất là trong bài kinh này đó, không phải là Đức Phật ngài điều chỉnh, hay là ngài nói lên một lời nói gì khác đi với những gì mà cái tâm tư của vị thiên nghị. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đọc cái câu kệ của vị chư thiên đó, thì chúng ta nên hiểu theo cái cách gọi là nghĩa bóng hơn là hiểu nghĩa đen. Mà bài kinh này rất là ý vị. Như là quý vị nghe chư Tăng đã trình bày đó, thì chúng tôi xin nói cái ý trước, rồi sau đó chúng ta trở lại với cái mạch văn của bài kinh ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, trong cái sự hưởng về cái thành quả của những gì tốt đẹp mình làm, nó có hai thứ gọi là hưởng thụ quá trình và hưởng thụ cái quả di thục. Cái hưởng thụ quá trình, hưởng thụ quả di thục, như là trong Kinh Pháp Cú có câu nói rằng: nay vui đời sau vui, người thiện hay đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi thiện vui hơn. Vui thấy mình làm thiện tức là vui trong cái sự hưởng thụ quá trình, trong lúc mình đang làm mình vui, và trong lúc mà mình sanh thiên hay là mình được hưởng phước di thục thì mình vui hơn. Và trong hai cái niềm vui đó thì thưa quý vị, chúng ta lại thường có cái thái độ là chỉ muốn hưởng hết, hưởng trọn. Tại vì ai cũng thích chuyện đó mà. Thí dụ như là mình đang ăn món ngon, hay là mình đang làm việc gì mình thích đó, thì mình không muốn người khác họ dựng vào, và không muốn người khác họ chia bớt đi, hoặc là bớt đi, mình muốn hưởng hết. Thì dù là mình hưởng cái phước quả hay là mình hưởng cái phước hạnh. Cái phước quả tức là cái quả do cái nghiệp thiện làm rồi, cái phước hạnh là cái việc làm tốt mà mình đang làm rồi. Thì Đức Phật kệ cũng khuyên là chúng ta đừng có ích kỷ, đừng có ôm riêng một mình. Tại vì trong cái sự ích kỷ đó, ở đây Đức Phật dùng chữ Michera là sự bỏng sẻn, keo kiết, sang tham, là chỉ biết hưởng mình đó. Thì cái đó nó làm cái tâm của chúng ta không được trong sạch. Làm tâm của chúng ta không được trong sạch. Và khi cái tâm chúng ta không được trong sạch đó, thì thưa quý vị, cái quả của chúng ta nó không có được trọn, nó không được tốt. Vua Seri rất là hoan hỷ, khi nghe Đức Phật dạy như vậy. Tại vì thiên nữ Seri kể lên cái kinh nghiệm trong đời quá khứ của mình. Mình là một người rất ưa thích bố thí, nhưng mà vì nhà vua bố thí nhiều quá đó, thì những người khác như là những gia chủ, những bà la môn, những người giàu có khác cũng muốn xin nhà vua là cho mình bố thí. Thành ra những cái vật thí mà nhà vua gửi đi đó, thì rốt cuộc là trả lời cho nhà vua. Tại vì những cái chỗ phía đông nam tây bắc của thành là những cái vị gia chủ, những vị bà la môn, họ đến đó họ cho rồi, họ đến bố thí rồi, không cần cái vật thí mà nhà vua gửi nữa. Nhưng mà nhà vua vẫn không có buồn về chuyện đó. Nhà vua vẫn không buồn vì đó. Nhà vua lại có một cách khác. Và cửa đông nam tây bắc người ta làm hết rồi, thì nhà vua làm gì? Khi mà nhà vua thâu thuế được thì nhà vua bảo rằng
cái tiền thuế mà nhà, đóng cho nhà vua thì phân nửa bỏ vào trong quốc khố, còn phân nửa thì chia cho người nghèo, chia cho các vị sa môn, các vị tu sĩ và những người cần, các người ăn xin vân vân. Thì như vậy đó, nhà vua đã không buồn khi mà người khác dành phần bố thí của mình, nhưng mà nhà vua là rất là vui, dạ, là rất là vui và tiếp tục làm. Và cái tiếp tục làm rất là vui đó, Đức Phật ngài gọi đó là cái tâm trong sáng, tâm trong sáng. Nè, ở đây chúng ta phải để ý một điểm như vậy là mình bố thí là một việc, mà mình giữ tâm bố thí được trong sáng là một việc khác nữa. Dạ, tâm trong sáng là gì? Thí dụ mình đang bố thí mà có người khác họ đến họ cùng làm, mình nên vui chứ không nên lấy đó làm buồn. Chúng tôi ở chùa gặp rất nhiều trường hợp, thưa quý vị. Thí dụ như là bây giờ có người phát tâm làm lễ dân y. Cách đây vài năm có người phát tâm lễ dân y. Nhưng mà khi làm lễ dân y đến chùa thì họ thấy Phật tử khác cũng thỉnh y, cũng đòi y đó. Họ nói, ủa, chứ không phải là con lễ dân y là con thầu hết. Nó không phải. Mình lễ dân y tức là vị thí chủ cũng bị cái thí ná. Nhưng mà người khác vẫn có thể góp phần công đức. Thì người đó hơi buồn. Người đó là con tưởng đó là hãy con làm lễ dân y là con thầu hết, con làm hết. Thì như vậy đó, cái tâm mà nghĩ rằng mình gom hết, mình đứng ra mình làm hết, thật ra tâm đó nó bị kỵ. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng cái sự mít chê rá hay là keo kiệt bón sẻn, nó chỉ keo kiệt với cái thành quả mà thôi. Mà ngay cả cái lúc mà chúng ta tạo phước, chúng ta cũng có cái ích kỷ cũng bón sẻn trong đó được. Cái bón sẻn Đức Phật gọi là bón sẻn thiện pháp. Mình đừng có nghĩ rằng chỉ có tiền bạc đồ ăn mà bón sẻn đâu. Ngay cả cái hiểu biết, ngay cả cái thiện pháp mà người ta cũng có thể bón sẻn được. Và cái đó mình biết, mình không muốn cho người khác cùng biết. Cái đó mình làm, mình không muốn cho người khác cùng làm. Cái đó mình tốt, mình không muốn cho người khác cùng tốt. Cái đó là tâm hẹp hòi. Cái sự hẹp hòi đó, nó làm cho chúng ta tâm không có trong sạch. Khi tâm chúng ta không trong sạch đó, thưa quý vị, thì quả thật là cái phước chúng ta nó không có được vi diệu, nó không được thù thắng. Bởi vì cái người mà hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta rất là linh động trong trường hợp này. Mình làm, chúng tôi rất là cảm kích có những người Phật tử mang thực phẩm đến chùa Chư Tăng, bữa trai tăng. Bỗng dưng có người nào khác tình cờ họ đi chùa, họ cũng mang ít thực phẩm, họ cúng dường, họ để lên bàn sẵn cúng chung luôn. Thì mình nên hoan hỷ, chứ đừng lấy đó trở thành buồn phiền. Ủa, sao hôm nay mình cúng dường Chư Tăng lại có người khác họ lại đem đến nữa, làm Chư Tăng không ăn hết thực phẩm của mình. Bởi vì khi mà một cái người mà có hiểu Phật Pháp, có hiểu được công việc mình làm, thì không có nệ hà. Chúng tôi dùng cái chữ nệ hà, tức là không có tính tới tính lui là mình phải làm hết, mình phải làm trọn, cái gì cũng của mình làm, mình không cần một chữ đó. Mình đã có tâm làm, mà mình đã làm, thì chuyện đó hoan hỷ rồi. Còn cái chuyện mà người khác có dự phần vào, có làm thêm, thì chuyện cũng hoan hỷ thôi. Bởi vì cái tinh thần tùy hỷ là tinh thần rất là quan trọng. Và chúng ta nhớ câu chuyện của vua Seri. Vua đem những cái tài sản bố thí ở cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, mà mỗi lần nhà vua đem đến đâu á, thì thật ra chắc là trong xứ đó có nhiều người mình gọi là hàng tâm hàng sản lắm, họ mới cùng tôi đại vương xin cho chúng tôi cùng được làm. Rồi họ làm nhiều quá, rồi nhà vua phải nhường chỗ cho họ đi làm chỗ khác, rồi lại nhường, tiếp tục nhường hết tất cả. Nhưng mà Đức Phật ngài ca ngợi chuyện đó. Tại vì sao? Ngài chỉ cho nhà vua thấy, cho vị thiên tử thấy một điều rằng những ai mà làm với cái tâm tư thanh tịnh đó, thì người đó luôn luôn là có cái, ở đây dùng chữ ăn á là thực phẩm, hay là ở đây nó đồng nghĩa với phước, thưa quý vị. Chúng ta nhớ cái câu này là nói cái nghĩa bóng. Giờ ở trong cái lời kinh nói nghĩa bóng, thí dụ như nhà vua nói là chư thiên và nhân loại cả hai đều hoan hỷ với thực phẩm, thì có cái vị Dạ Xoa tên gì mà không có thích thực phẩm. Nhưng chúng ta không nên hiểu bằng nghĩa đen như vậy, mà chúng ta nên hiểu là chư thiên và nhân loại đều ưa thích để hưởng thụ cái thiện hạnh và thiện phước, cái phúc quả và phước hạnh. Xin hỏi ngài là có cái vị cao quý nào hay vị thần lực nào mà không có hoan hỷ với với phúc nhân phúc quả? Thì Đức Phật ngài không có trả lời là ai là chuyện đó, mà ngài chỉ nói một điều như vậy là người nào mở trong cuộc đời này mà với cái tâm bố thí bằng niềm tin, mà vị đó đã chinh phục được cái sự hẹp hòi ích kỷ. Cái hẹp hòi ích kỷ đó là sự bận nhơ, do đó cái tâm vị đã được trong sáng.
thì người đó đời này và đời sau được hưởng phước rất là thù thắng vi diệu. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thật ra khi chúng ta là người con Phật, chúng ta học Phật Pháp, thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật Ngài nhấn mạnh cái yếu tính, cái điểm, cái trọng điểm của sự bố thí chỗ nào. Đó là cái tâm thí được trong sạch. Càng trong sạch thì cái phước quả càng thù thắng. Mà để sự trong sạch đó, đó thì nó không nên hẹp hòi, nó không chỉ nên biết chỉ nghĩ đến mình. Ai mà chỉ biết nghĩ đến mình thì thứ vị càng nghĩ, càng nghĩ đến mình thì càng hẹp hòi, và càng hẹp hòi thì cái tâm nó không được, nó không được trong sạch. Tâm không được trong sạch thì cái phước sự nó không được thù thắng. Dạ. Cái đó là cái gốc. Chúng ta mỗi lần làm phước chúng ta hay nặng về hình thức, nặng về trình diễn. Và bây giờ có đôi khi thưa quý vị, người ta thích là làm một cái bản tên thiệt là lớn, cái bản tuyên dương công đức, rồi đeo những cái tấm vải chỉ ngang người để là đại thí chủ, không vâng. Thì những cái chuyện đó đó, nhiều khi đó mình thấy là nó có vẻ là lớn chuyện, có vẻ rình rang, nhưng mà trên phương diện tâm thí thì nó không có đạt được tâm thí trong sạch, như là trong sáng như Đức Phật dạy. Mình làm việc gì mà cái tâm mình nó càng bớt đi sự ích kỷ, bớt đi sự hẹp hòi, sẵn lòng chia sẻ, sẵn lòng để cho người khác cùng nhập cuộc, sẵn lòng để mở rộng đó, thì cái tâm rộng lớn như vậy thì cái phước báo sẽ rộng lớn. Cái tâm hẹp hòi không thể cho phước báo rộng lớn được, mà cái tâm rộng lớn á, thì cái phước báo mới rộng lớn. Nên khi chúng ta làm phước á, ngoài cái cách thí, ngoài cái vật thí, ngoài cái đối tượng thí, thì chúng ta nên để ý cái tâm thí. Tâm thí quan trọng lắm. Và muốn được cái tâm thí quan trọng thì chúng ta phải tìm cách vượt thắng qua cái Michera. Michera ở đây là sự sang tham, sự bủng xỉn, sự keo kiệt, sự hẹp hòi, sự ích kỷ. Và nó thể hiện với rất nhiều hình thức khác nhau ở trong cuộc sống. Và biết được như vậy thì cái việc phước sự của chúng ta nó sẽ trở nên hết sức là viên mãn, thù thắng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn pháp, và vị giảng sư là Thượng Tọa Từ Siêu. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết những ý nghĩa to lớn, lợi lạc cho chúng con hiểu ngày hôm nay. Dạ, xin kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính cảm ơn sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin hồi hướng phước lành nào đã cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận mẹ cha thầy tổ ta.
thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân sa phang su mang ca mang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ro da ran o tu sa phang su mang ca mang ca khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ro da ran o tu sa phang su mang ca mang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so te hondu yeron tarang viên công đức đã làm kiến duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên hành chân nhân. Thank you.